Vy, nghe anh nói nè. Buông ra. Vy. Buông ra. Cái gì vậy? Tôi không thích nói dĩ người bắt cá hai tay. Ủa, cái gì em nói gì anh bắt cá hai tay hồi nào mà em anh không biết luôn á? Tôi có bằng chứng nè. Đâu bằng chứng đâu em đưa ra. Nè. Đó. Cô này là ai? Trời đất ơi, cái này là đối tác làm ăn của anh mà. Đối tác mà chụp hình tình tứ quá hả? Tình tứ đâu? Cái... Đó. Cái này là đi cả công ty ra mắt sản phẩm mới ở resort quên rồi sao? À, là này đi khách sạn hả? Thì ở resort mà. Resort là hai người ở chung đúng không? Cái gì đây, đứng một người trước một người sau chụp hình mà em nói cái gì vậy? Với em ghen quá rồi đó, hồi đó em đâu có vậy đâu, sao giờ em trở nên kỳ cục vậy? Tại vì tôi không muốn nói đâu. Tại vì cô này nè, cô gửi tin nhắn gửi hình ảnh cho tôi, nói là bắt tôi phải tránh xa anh ra. Tại vì hai người ở với nhau rồi. Đừng có nói chuyện cái đó nha, ai phá ai quậy em đó. Quậy gì? Em phải tin tưởng ở anh chứ. Anh nói cho em nghe, thằng Tùng này đầu đội trời chứng đạp đất, thương ai thương một người thôi. Tôi không có tin. Em không tin thì anh biết giải thích làm sao? Bỏ tay luôn. Nè, đi luôn đi nha. Chia tay luôn. Ê, Vy, Vy, Vy. Hai đứa mới cãi nhau hả? Mệt gì quá vậy, không thấy sao còn hỏi nữa. À, sao vậy? Ê, nói nghe nè, cậu Tùng á, nhìn xấu xấu vậy chứ nhiều người theo dữ lắm. Hồi trước á, chút xíu nữa là gì cũng... Gì? Dì cũng mê anh Tùng đó hả? Không có. Dì đang nói là hôm qua, dì còn thấy ông Tùng này còn đi chơi với Linh nữa mà. Trời ơi, trời ơi, sao đây? Ôi, bình tĩnh đi, cứ từ từ. Ủa, con gái, sao giờ con không đi làm mà con còn đứng đây? Cái gì? Tự nhiên hôm nay con mệt quá, con không nghỉ. Hả? Mệt hả? Ba đưa con đi bệnh viện nha. Nè, đi khám nha con. Con không đi bệnh viện đâu. Sao? Con đi bệnh viện. Con muốn làm sao? Cái gì vậy? Ba. Ơi, đừng có khóc. Cái gì? Bộ con dễ bị lừa lắm hả? Sao ai cũng lừa con vậy ba? Ai lừa con? Ai lừa con nói ba nghe coi. Con đi về kể cho ba nghe. Con không về đâu. Hôm nay ba khỏi nấu cơm đi, con không ăn đâu, con tuyệt thực luôn. Ôi trời đất ơi, cái gì kỳ vậy? Nhỏ này hôm nay sao kỳ tự nhiên nó quạo, nó khóc cái gì trời từ ơi, vậy? Trời ơi, ông bình tĩnh nè. Hả? Nói cho chú nghe nè. Ừ. Hồi xưa á, lúc mà chú quen người yêu á, hai người cãi nhau, giận nhau á, thì chú làm sao? Có yêu gì đâu, ba má tôi chỉ lấy cô đó tự nhiên rồi tụi tôi lấy nhau cưới nhau vậy thôi à. Trời đất ơi. Rồi đẻ ra nói đâu có biết yêu gì đó. Rồi thôi bỏ qua đi. Bây giờ nói tóm lại á, là con Vy với cậu Tùng mới cãi nhau mà tôi có cảm giác là sắp chia tay luôn rồi đó. Sắp chia tay. Đúng. Ê cha ơi, sao mà hẹn giờ gì mà dây thun dữ vậy trời. Ủa ba. Hả? Ba đang đợi ai hả? Hẹn giờ dây thun quá đi. Nhưng mà trễ quá rồi, con đi công chuyện nha. Công chuyện cái gì? Lâu lắm rồi hai cha con mình không có tâm sự với nhau. Bây giờ ngồi đây tâm sự với ba coi. Con gái nè, nghe ba hỏi, con với cậu Tùng hình như là hụt hạt với nhau rồi phải không? Có chuyện với nhau rồi phải không? Đâu có đâu, vẫn ổn mà ba. Ê, ba thấy rõ ràng là tình hình là không có ổn đó. Thôi bỏ đi con ơi. Trời ơi, cái loại đàn ông như vậy mà bắt cá hai tay làm con đau khổ đúng không? Dì nụ nói ba biết phải không? Đâu có khí khổng khí công, tự nhiên nói dì nụ nói ba biết. Ba chỉ nhìn thôi, ba đoán thôi, ba biết hết trơn hết trọi á. Thôi chia tay đi, quen với lại ngay người mới đi. Thôi con không làm được đâu, tự nhiên giờ bắt con quen người khác. Trời ơi, con phải tập chứ, mình là con gái mình phải. Chưa, tự nhiên con với anh Tùng cũng chưa có gì hết mà. Chào em. Đẹp quá. Em có phải là Vy không? Anh là ai vậy?
một đóa hoa hồng này tặng cho em. Nhận đi con, bông hường đẹp quá. Ôi, 16 đóa bông hường. Ủa sao ba biết? Mới đếm. Con đếm lại con phải đúng không? Chào bác, con giới thiệu con là Hồng Minh, người được ra mắt với lại MV đây. Tới coi mắt MV. Ủa má, xem mắt gì? Thì cứ con để vậy đi. Trời ơi, cái gì rồi về từ từ tính. Sao có trước với con vậy? Lần đầu tiên gặp Vi, con xin phép làm một bài thơ. Bài thơ? Dạ. Lần đầu nhìn thấy em, em như cô bé lọ lem. Ồ. Tuy nhiên anh rất thích ăn kem. Ồ. Liệu em có thèm không? Hay. Thơ con cấp mà nó hay. Nó có cái gì đó trời ơi. Nó sữa, nó có sữa, nó có kem. Nó đặt cái máy đánh tán ra thành kem. Hay. Trời ơi, cái này mình đi ăn nem nữa là hay. Em nem với kem, hai cái ăn chung. Đi không được, hai cái ăn chung cũng được, không được, không được. Kem thôi. Dạ. Yeah. Bác, cho con xin phép dẫn Vi đi ăn kem nha. Mời em. Trời ơi, hoàng tử mời công chúa. Nó lãng mạn, nó đang yêu gì đâu. Ước gì cũng có ai đưa tay ra mời tôi như vậy. Chắc chắn một điều tôi nắm tay liền. Trời ơi, tôi nắm tay tôi đi ăn cà lem liền tại chỗ. Chào chú Đức. Chào. Phi, sao vậy em? Hôm nay em đi coi mắt người ta hả? Sao anh biết? Chính ba em là người nói. Trời ơi, cái thằng này nó vô duyên quá. Tôi nói nó nghe thôi, giờ nó kể cho con gái tôi nghe chi vậy trời. Ba. Mà đâu có biết gì đâu. Bữa đó là cái hình ba mớ con ơi, ba mớ rồi tự nhiên nó ở bên nhà bển nó nghe. Ba đâu có biết gì. Tôi có mắt sao? Em nói lại đi. Anh cho em nói lại một lần nữa đó. Tôi coi mắt. Em có biết hành động của em là hai tay bắt hai con cá không? Ủa thì chứ hôm bữa trước tôi với anh đang tranh luận về cái vụ bắt cá hai tay này, anh bỏ tôi đi một nước, anh không có tôn trọng tôi thì coi như là chia tay. Tôi có quyền tìm hiểu người khác chứ. Ủa sao em tự quy định tâm lý là mình chia tay vậy? Ủa anh, hồi nãy anh rủ em đi đâu vậy? Anh rủ em đi ăn kem. Em đi hả? Còn đây là chú Tùng của em. Chào chú. Hãy